vọng mãi trong lòng. Quỳ dưới ngôi cao lòng thành con khấn nguyện, chọn kiếp yêu thương người lòng con đã chọn. Lời thầy vang như tiếng chuông vọng vào trong tâm thức con, hãy yêu từ tấm lòng nhân. Bao nhiêu âu lo vướng mang ngày qua, nay nghe những câu thầy khuyên nhẹ nhàng qua đi ưu tư. Con tim hân hoan chứa tràn tình thương, uyên ương sống trong niềm tin, chọn đời yêu trong chánh tâm. Lời chúc trăm năm đẹp đời thêm sáng đạo, dù trước hay sau viên lòng trong chánh niệm. Họ hàng hai bên mến thương, nguyện cầu cho đôi trẻ thơ sống trong vầng sáng hào quang. Cầu phúc và chúc phúc cho tân lang và tân nương trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa Thích Minh Quang chủ trì nghi thức. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị đại diện cho hai bên gia đình tân lang Philip Anthony
Pháp Hàn Đồ Đức Thân. Pháp danh Minh Phúc, Tân Lương Huỳnh Trần Thu Trang, Pháp danh Chân Hòa Diễm. Hôm nay ngày 6 tháng 5 năm Giáp Thìn, được sự chấp thuận cho phép của hai bên gia đình Tân Lang và Tân Nương trở về chùa Thiên Phúc, hay còn gọi là Thiên Phúc Tự, nơi đây để tác lễ bạch Phật, tổ chức lễ hàm thuận chúc phúc, cầu nguyện cho Tân Lang Philip Anthony Papano Đức Thất và Tân Nương Huỳnh Trần Thu Trang, để cầu nguyện mời vương chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần gia hộ cho Tân Lang, Tân Nương được sức khỏe bình an, trăm năm hạnh phúc, mọi sự được hanh thông cát tường như ý. Và cũng cầu nguyện chư Phật gia hộ cho gia đình đôi bên, họ hàng thân thích luôn được sức khỏe bình an, tràn đầy niềm hỷ lạc và thành tựu mọi sở nguyện trong cuộc sống. Và giờ này là nghi thức dâng hương cầu nguyện, cung thỉnh chư Tôn Đức cùng toàn thể quý vị nhất tâm hướng về Tam Bảo Phật Tiền để cùng dâng hương cầu nguyện. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cũng dâng mỗi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xá bể khổ nguồn mê trong quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Hương Cúng Giảng Bồ Tát Ma dốc lòng mà kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương, dốc lòng mà kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương, dốc lòng mà kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười Nam mô Hiền Tọa Đạo Tràng Giáo Chủ Bàn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh.
Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ. Dược sư Liễu Ly Quang Vương Phật Tác Đại chứng minh tứ thời. Hôm nay ngày 11 tháng 7 năm 2024, nhằm ngày mùng 6 tháng 6 năm Giáp Thìn, đệ tử chúng con cung đối Phật tiền thiết lễ trai nghi, dâng nén tâm hương nguyện cầu mười phương thượng trụ tam bảo điều ngự bàn sư. Thích Ca Mâu Ni Phật đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ. Tân Lang Philip Anthony Apano Đờ Thân Pháp Danh Minh Phúc Tân Nương Huỳnh Trần Thu Trang Pháp Danh Chân Hòa Diễm. Thân cung khang thái mệnh vị bình an tứ thời, vô hạn ách tai hương bát tiết hưởng vinh quang phúc thọ bách niên giai lão trong năm hạnh phúc mọi sự hanh thông. Cát tường như nghi đệ tử chúng đặng phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ căn lành tăng trưởng tứ thời, vô hạn ách tai hương bát tiết hưởng vinh quang phúc thọ. Hồ Nguyện Ông Siêu Dương Thịnh Hà Yên Hà Thanh Pháp Giới Chúng Sinh Tình Dự Vô Tình Tề Thành Phật Ni Đạo. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ bi thường giá hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện tam bảo thường giá hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ, Nam Mô Tăng Phúc Thọ Bồ Tát Ma Ha Nam Mô Tăng Phúc Thọ Tát Ma Ha Nam Mô Tăng Phúc Thọ Bồ Tát Ma. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Và giờ này chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức an tọa tại bản chứng minh. Xin mời song thân của tân lang tân nương an tọa tại bản ân sinh. Xin mời tân lang tân nương an tọa tại bản hỷ. Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị.
Có thể nói rằng con người gặp nhau bởi chữ duyên, gắn bó với nhau bởi chữ nợ, nhưng có hạnh phúc và trọn vẹn hay không bởi chữ yêu và hiểu. Cũng giống như câu chuyện tình thật đẹp của tân lang và tân nương, họ bắt đầu bằng một tình bạn thật đẹp, một tình yêu trong sáng, rồi trải qua năm tháng, trải qua những khó khăn, thử thách, trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Chính sự thấu hiểu yêu thương đã giúp họ nắm tay nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn, sóng gió và quyết định cùng nhau xây dựng và vun vén cho một mái ấm hạnh phúc. Và đó cũng chính là lý do để tất cả chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay chứng kiến và chúc phúc cho kết quả tình yêu thật đẹp của tân lang Philip Anthony Papano Sotus sánh duyên cùng tân nương Huỳnh Trần Thu Trang. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc phúc cho tình yêu thật đẹp ngày hôm nay. Hôn nhân là tiếng gọi thiêng liêng, là sự bắt đầu của gia đình mới để tạo dấu ấn tâm linh cho cuộc sống, hạnh phúc gia đình của đôi bạn trẻ, để tình phu thê, nghĩa vợ chồng trăm năm hòa hợp. Hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2024, tức ngày 6 tháng 6 năm Giáp Thìn, duyên lành hội đủ, ngày lành tháng tốt giờ hoàng đạo, cha mẹ hai bên đưa tân lang và tân nương đến chùa làm lễ chúc phúc, chúc cho tân lang và tân nương vợ chồng tốt trăm năm hòa hợp, con cháu hiền bảy kiếp vinh quang. Và vào giờ này, chúng con thành kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Phó Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình. Chúng con thành kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Vụ Bản. Chúng con thành kính giới thiệu sự hiện diện của Đại đức Thích Thanh Lê, trụ trì chùa Thiên Phúc. Chúng con thành kính giới thiệu sự hiện diện của Đại đức Thích Hạnh Bích, Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con thành kính giới thiệu sự hiện diện của Chư Tăng Chùa Thiên Phúc. Chúng con xin cung kính đỉnh lễ và giới thiệu. Và một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để chúc phúc cho hai nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay, tân lang Philip Anthony Papano Zertus và tân nương Huỳnh Trần Thu Trang. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Philip Anthony Papano Julio và bà Margaret Mary Papano là song thân của tân lang. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Huỳnh An Quyết Thắng và bà Trần Thị Minh Hòa là song thân của tân nương. Và sự hiện diện của bà con nội ngoại, bạn bè thân hữu đã về tham dự, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chung. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Trong bầu không khí trang nghiêm đạo vị của lễ chúc phúc, dưới sự chứng minh của mười phương tam bảo, hiện tiền chư tôn đức tăng cùng trì tụng cầu nguyện tam bảo che chở cho tân lang và tân nương trăm năm tình viên mãn, hạnh phúc nghĩa phu thê, từ nay nên vợ nên chồng luôn khắc sâu lời nguyện ước thệ hải minh sơn, để từ giờ cho đến mãi về sau, vui sướng hay ưu phiền vẫn mãi có nhau, cùng xây đắp hạnh phúc bền lâu, cùng hiếu kính tổ tông cha mẹ, dưỡng dục con cái sống hòa thuận yêu thương trong nghĩa tào khang trọn vẹn. Vào giờ này, dưới sự chứng kiến của hiện trường tiền chư tôn đức, cha mẹ đôi bên, ông bà, các cô bác, anh chị, bạn bè thân thiết, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Quang có đôi lời chỉ dạy và chúc phúc dành đến cho tân lang và tân nương trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị là cha mẹ đại diện cho hai bên gia đình tân lang Philip Anthony Papano thân cùng tân nương
Trần Huỳnh Trần Thu Trang và các quý vị đại diện cho gia đình hai bên cũng như thân bằng quyến thuộc. Thì, hôm nay thật là duyên lành, thì Tân Lang và Tân Nương được sự chấp thuận của hai bên gia đình bố mẹ trở về đây để niêm hương bạch Phật, làm lễ chúc phúc và cầu nguyện cũng như lễ hàng thuận cho Tân Lang và Tân Nương. Thì, kính thưa quý vị, lễ hàng thuận hay còn gọi là lễ cưới ở chùa, đây cũng là một cái nét đẹp văn hóa đã được thực hiện lâu ở trong các tự viện trong cả nước Việt Nam. Qua cái lễ hàng thuận này thì cái mục đích là để cầu nguyện chư Phật gia hộ cho Tân Lang Tân Nương được sức khỏe bình an và được trăm năm hạnh phúc, được thành tựu trong cuộc sống. Và đồng thời qua cái lễ hàng thuận này thì cũng là cái dịp mà để chư Tôn Đức cũng chia sẻ một vài những cái điều ý nghĩa và cũng là căn dặn đối với Tân Lang, Tân Nương. Hai chữ lễ hàng thuận muốn nhắc nhở chúng ta là hàng là sự thường thường hay là thường xuyên, thuận tức là thuận hòa. Muốn nhắc nhở Tân Lang Tân Nương đó là phải luôn luôn sống hòa thuận với nhau. Dù là vợ hay là chồng thì đều phải biết thuận hòa nhau. Nếu mà chỉ có vợ thuận chồng cũng chưa đủ, mà chồng cũng phải thuận vợ. Cho nên cái chữ hàng thuận là muốn nhắc nhở cho Tân Lang Tân Nương phải luôn biết thuận hòa chung sống. Bởi vì trong cuộc sống thì khi mới yêu nhau thì cái gì cũng đẹp, và có thể bỏ qua cho nhau tất cả những cái điều khiếm khuyết. Nhưng mà khi chung sống với nhau rồi thì nhất là chung sống lâu với nhau rồi thì thường nảy sinh những cái bất hòa, và thậm chí là có những cái rất là nhỏ, rất là đơn giản nhưng mà cũng khó cảm thông cho nhau được, khó chia sẻ được với nhau, nên tạo nên cái sự, nếu mà chúng ta không thuận hòa, không cảm thông, không chia sẻ thì rất dễ gây lên đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Thế cho nên là cha ông chúng ta có câu nói rất là hay, đó là thuận vợ thuận chồng thì bể đông tác cũng cạn. Cho nên là lễ hàng thuận với cái mục đích có lẽ là rất quan trọng, là muốn nhắc nhở với Tân Lang Tân Nương dù như thế nào trong cuộc sống phía trước còn nhiều những gian nan thử thách, nhưng vẫn phải biết cảm thông, chia sẻ, biết thuận hòa, vượt qua khó khăn thử thách. Vì con đường phía trước thì còn gặp ghềnh mốc mô, gian nan thử thách rất là nhiều. Cuộc đời này vô thường, nói ngắn thì cũng rất là ngắn, nói dài thì cũng rất là dài. Thế cho nên đã là vợ chồng với nhau thì phải biết cảm thông, biết chia sẻ, biết tha thứ cho nhau. Cho nên là trong cái lễ hàng thuận này thì các thầy rất muốn hôm nay thì bởi vì Tân Lang là người Mỹ đúng không ạ? Và thế thì cũng không thể nghe hết được, thì thầy mong là Tân Nương ngày về chia sẻ lại những cái gì thầy nói, nhưng mà cố gắng chia sẻ những cái gì thầy nói, đừng có nói những gì chỉ lợi cho mình thôi, đúng không?
Thế thì làm sao phải biết cảm thông, biết chia sẻ với nhau và chung sống với nhau hạnh phúc? Ở trong nhà Phật thì có câu nói rất là hay, đó là kiếp trước 500 lần ngoảnh lại nhìn nhau, kiếp này mới được một lần gặp thoáng qua. Tức là kiếp trước ấy, là phải 500 lần ngoảnh lại nhìn nhau, kiếp này mới có cơ hội được gặp thoáng qua. Như vậy kiếp này được gặp nhau, được nên vợ nên chồng, được chung sống trăm năm hạnh phúc với nhau, thì có lẽ là kiếp trước phải hàng tỷ lần ngoảnh lại nhìn nhau, kiếp này mới có cơ duyên như vậy. Thế cho nên là chúng ta phải trân quý. Đấy, phải biết trân trọng, trân quý. Mà nhất là chúng ta thấy là bạn Trang thì là người Việt Nam, bạn Philip Anthony Papano Đời Thất lại là người Mỹ. Đấy, hai cái nền văn hóa phương Đông và phương Tây có sự khác nhau, có sự cách biệt, nhưng mà đến được với nhau và nắm tay nhau để chung sống trăm năm hạnh phúc, thì đây có thể nói là một cái duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, có lẽ rất là khó mới gặp được. Chúng ta thấy là từ đây sang Mỹ thì bay mất cả 15-16 tiếng đấy, và đến tận bang Texas thì còn xa hơn nữa, đó. Thầy đã từng đến đây 3-4 lần rồi, khí hậu rất là nóng. Thế thì lại thầy xem tên và địa chỉ thì thầy rất là ngạc nhiên. Đấy, khi mà có cái duyên thì bất cứ ở đâu đều có cơ hội gặp nhau. Cho nên là thầy mong hai bạn Tân Đa Lang và Tân Nương phải thực sự trân quý cái phúc duyên này và cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời hạnh phúc và xây dựng gia đình thật là hạnh phúc, để cho bố mẹ hai bên được yên tâm. Đối với người Á Đông, đặc biệt đối với người Việt Nam, thì rất chú trọng đến cái vấn đề gia đình, họ hàng, thân tộc, hàng xóm, láng giềng. Đây có lẽ là cái văn hóa, cũng là cái nét đặc biệt của người Việt Nam, thể hiện cái tình cảm, cái sự gắn kết. Nói theo Thiền sư Làng Mai, đó là cái sự thiết lập truyền thông, cái sự thiết lập truyền thông giữa người với người, giữa chúng ta với những người xung quanh, trong gia đình cũng như là xã hội, vân vân. Và đặc biệt đối với Đạo Phật thì rất chú trọng đến cái việc tri ân và báo ân. Cái đó nó là một cái nét đẹp truyền thống, nó ăn vào xương và máu của người Việt Nam. Thế cho nên trong mỗi cái lễ hàng tuần thì thầy đều rất nhấn mạnh đến cái việc là người con phải biết hiếu với ông bà, cha mẹ, gia đình, tổ tiên. Bởi vì người Việt Nam chúng ta thì luôn nhấn mạnh là cây có cội, nước có nguồn. Đấy. Cây có được xanh tươi tốt là do cái gốc, nó phải to, nó phải lớn. Nước là dù có chảy xa đến mấy thì nó cũng phải có nguồn. Thế là chúng ta là những người con thì đều phải có cội nguồn tổ tông. Thế cho nên là Đức Phật dạy làm người thì chúng ta phải luôn biết hiếu kính với ông bà cha mẹ. Đức Phật dạy thì cha mẹ cũng giống như Phật. Cho nên nhà Phật có câu là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Tức là cha mẹ còn thì giống như là Phật ở trên đời này vậy. Thế cho nên là người con thì chúng ta phải luôn biết hiếu kính với ông bà cha mẹ. Cha mẹ là người sinh ra, nuôi dưỡng, nuôi nấng cho mình khôn lớn trưởng thành.
thì dù đi đâu, dù làm gì, ở đâu thì cũng phải luôn biết hiếu kính, nghĩ về hai đấng sinh thành. Ở trong đạo Nho thì có câu nói là hiếu thì có ba dạng hiếu: đại hiếu, trung hiếu và tiểu hiếu. Đại hiếu tôn thân, kỳ thứ phất nhục, kỳ hạ năng dưỡng. Đại hiếu đó là người con biết tôn kính ông bà cha mẹ, đấy là đại hiếu. Cái hiếu lớn ấy, như nhà Phật thì có tấm gương là Đức Mục Kiền Liên, là đại hiếu Mục Kiền Liên cứu mẹ. Thế cái hiếu lớn đó là người con luôn biết nghe lời bố mẹ, chăm ngoan, nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện để trở thành những người con có ích cho gia đình, xã hội và đất nước. Đấy là hiếu lớn. Bởi vì cha mẹ sinh con ra thì chỉ mong làm sao con cái mình khỏe mạnh, bình an, khôn lớn, trưởng thành. Khi mà các bạn xây dựng gia đình rồi, có con rồi, chăm nuôi con là mới thấy được cái công sức của cha mẹ nó vô cùng to lớn. Cho nên Đức Phật nói là người nào đó vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi suốt cuộc đời cũng không thể báo đền hết được công ơn của cha mẹ. Cho nên là người con thì phải luôn biết hiếu kính với cha mẹ. Cho nên ca dao Việt Nam chúng ta có câu nói là một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cái hiếu tiếp theo hay còn được tạm gọi là trung hiếu ấy, là mình làm những cái việc gì mà không để liên lụy đến cha mẹ, không để liên lụy đến người thân, không để cha mẹ họ hàng phải buồn rầu về mình, phải lo lắng về mình, thì đấy chính là được hiểu là trung hiếu, tức là cái hiếu vừa vừa đấy. Bây giờ chúng ta thấy là con cái học hành giỏi giang, thành đạt, bố mẹ phấn khởi lắm. Cuộc đời của bố mẹ thì không gì bằng đó là mong làm sao con cái khôn lớn, trưởng thành, bình an, thuận lợi. Và cái hiếu thứ ba gọi là tiểu hiếu, là kỳ hạ năng dưỡng. Đó là cái hiếu là nuôi dưỡng bố mẹ. Chúng ta hiểu nha, cái hiếu mà nuôi dưỡng bố mẹ thì là hiếu nhỏ thôi nha, chưa phải là hiếu lớn đâu. Chúng ta bây giờ cứ nghĩ rằng là hàng tháng cung cấp của cải vật chất, đồ ăn, thức uống cho cha mẹ, vậy là đã là đủ chữ hiếu. Không phải đâu, chưa tròn đâu. Đấy, chưa tròn. Bởi vì nuôi dưỡng cha mẹ chưa phải là trung hiếu, cũng chưa gọi là đại hiếu. Nên nhiều khi bây giờ chúng ta bận bịu công việc rồi là hàng tháng cái chuyển khoản cho bố mẹ, rồi cứ nghĩ như vậy đã là đủ hiếu với cha mẹ rồi, chưa đủ. Mà thầy kể một cái câu chuyện là chị này, chị đi Mỹ 25 năm mà chị cũng không về thăm mẹ. Nhưng mà năm nào thì chị cũng, tháng nào chị cũng gửi tiền về cho mẹ. Tức là một năm 12 tháng đều gửi tiền cho mẹ. Đấy, nhưng mà mẹ thì mong mỏi, nhớ con, thương con, mong mỏi. Nhưng mà 25 năm thì có lẽ là do làm ăn, thì do công việc, thì do nhiều cái nguyên nhân cho nên là chị không về thăm mẹ được. Nhưng mà hàng năm, hàng tháng thì chị cứ gửi tiền về cho mẹ đầy đủ. Thế thì chị cho rằng là như vậy là đã đủ được hiếu thuận với mẹ rồi. Thế nhưng mà mẹ già thì có tiêu gì đâu, mẹ già không có tiêu gì cả. Bằng đấy năm thì có bao nhiêu tiền là tích góp lại để nguyên lấy, không có tiêu. Thế đến lúc mà trước khi ốm nặng sắp mất thì cụ mới gói hết tiền lại vào một cái khăn. Các cụ ngày xưa hay có cái khăn tay mù xoa nhỏ nhỏ, gói vào cái khăn tay và viết một bức thư buộc chặt trong đó, nói với lại em trai của chị là khi nào mà chị con về
khi nào mà mẹ mất và chị con mà về được thì con trực tiếp trao cho chị con. Thế thì khi mà mẹ chị mất thì chị về thì em trai đi đưa cái gói đó, thì đặt cái bức thư và mới mở ra mới thấy là bằng đấy năm gửi tiền cho mẹ, mẹ không có tiêu mà mẹ vẫn cứ để nguyên đó, gói nguyên đó. Và mẹ có nói trong bức thư là mẹ cần con, còn mẹ có ăn tiêu gì đâu mà hàng tháng tới 300 đô một tháng là 6 triệu, 7, 8 triệu như vậy làm sao mẹ tiêu hết được. Nhưng mà mẹ cần là con, mẹ mong nhớ con. Thế thì qua cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy là cái chuyện vật chất để cung phụng cha mẹ chưa đủ và cũng chưa được tròn chữ hiếu đâu, mà chúng ta phải biết tôn kính, phụng thờ cha mẹ. Thế cho nên là cái việc mà hiếu kính với ông bà cha mẹ là cái việc làm của mỗi chúng ta phải thường ghi nhớ mỗi ngày. Thường thì nhiều khi là con lớn khôn trưởng thành rồi, thì khi mà bố mẹ dựng vợ gả chồng rồi thì có công ăn việc làm rồi, bận bịu là thường ít khi về thăm bố mẹ, thậm chí cả năm mới về một lần. Thế thì cái tình cảm gia đình nó sẽ ngày một nó bị sao nhãng đi, nó bị nhạt nhòa đi. Thế cho nên dù cuộc sống có văn minh, có hiện đại, có phát triển đến mấy đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải luôn làm sao cố gắng dành cái thời gian để gắn kết được cái tình thân, tình cảm gia đình, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em. Các quý vị thấy thì hiện nay với thời đại công nghệ 4.0, chúng ta dùng mạng xã hội có thể nói là tràn lan, có thể nói là bùng nổ về mạng xã hội. Nhưng mà chúng ta thấy đấy, cái gì nó cũng có hai mặt, nó có mặt tốt, nó có mặt xấu. Cái mặt tốt đó là gì? Là chúng ta dùng điện thoại, dùng mạng xã hội, chúng ta có thể nói chuyện, có thể chia sẻ. Ví dụ như bố mẹ ở Việt Nam có thể nói chuyện với con ở Mỹ bất cứ lúc nào, nhìn thấy hình, nghe thấy giọng. Tức là chúng ta bằng cái công nghệ, bằng điện thoại, chúng ta có thể thiết lập truyền thông với nhau. Nhưng cái mặt trái của công nghệ, cái mặt trái của điện thoại, cái mặt trái của mạng xã hội đó là gì? Chúng ta ở cùng trong nhà với nhau, ở cùng một nhà với nhau chưa chắc đã thiết lập được truyền thông với nhau. Đây, thầy năm nào cũng tổ chức khóa tu cho học sinh sinh viên. Mỗi một khóa tu hàng ngàn học sinh sinh viên, như vừa rồi thầy mới tổ chức ở chùa Bái Đính là 2.000 học sinh sinh viên, ở Tam Trúc là 1.500 học sinh sinh viên tham gia khóa tu. Thì trong các cái khóa tu này có nhiều các em có những cái hoàn cảnh rất là thương. Có những bạn đến tham gia khóa tu 6 đêm 7 ngày nhưng mà không tham gia bất cứ một cái hoạt động nào và cũng không giao tiếp với bất cứ bạn nào. Bởi vì cái khóa tu, các thầy tổ chức khóa tu là mục đích là muốn để các em có cơ hội vui chơi, trải nghiệm, học tập và kết nối. Vì có nhiều bạn là bị tự kỷ, cho nên là không có chuyện trò với ai cả. Thế một hôm thầy hỏi một bạn nữ là tại sao con đến đây 7 ngày rồi mà con không có tham gia các cái hoạt động, không vui chơi với lại các bạn khác. Thì bạn nói là bạch thầy là con thành thói quen rồi, thành thói quen từ nhỏ rồi. Và cái thói quen đó là gì? Là nhà con có bố mẹ, con với con có 3 người. Thì con đi học từ sáng đến tối, bố mẹ con đi làm từ sáng đến tối. Về bác giúp việc nấu cơm ăn, thì khi ngồi ăn cơm thì 3 người, mỗi người một bát cơm và nhìn lên màn hình, xem thời sự, xem phim. Cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều. Và ăn cơm xong, dọn dẹp xong thì lại bố mẹ con mỗi người một góc, con một góc vậy thôi. Nó quanh năm ngày tháng nó trở thành một cái thói quen rồi. Đấy, cho nên là bây giờ để mà bảo con đến đây mà gọi là kết nối rồi vui chơi với các bạn thì nó tương đối khó với con. Cho nên đây là một cái thói quen hết sức nguy hiểm. Nhà Phật thì gọi là tập khí, trong tiếng Anh nó gọi là habit.
habit, là có hai dạng, gọi là bad habit và good habit. Thế thì chúng ta phải làm sao là mỗi ngày chúng ta phải thực tập cái thói quen tốt, đó là cái thói quen gọi là good habit, tức là phải nghe, phải nghĩ, phải nói, phải làm đều những cái việc tốt. Thế cho nên là cái việc tu của chúng ta chính là sửa thói quen thôi. Thưa các quý vị, là chúng ta ngồi đây là nhiều người cứ nghĩ rằng là tu là bổn phận của mấy thầy chùa, không phải đâu. Chúng ta ngồi đây phải tu hết, tu hết. Ai cũng phải tu, tu là để sửa thôi mà. Sửa cái gì? Sửa cái thói quen xấu thành cái thói quen tốt, sửa cái bad habit thành good habit, thế thôi. Đơn giản là vậy. Thế cho nên là mỗi chúng ta phải nỗ lực để sửa mỗi ngày. Qua cái câu chuyện mà thầy vừa kể như vậy để nhắc nhở cho chúng ta thấy là con em chúng ta cần được sự quan tâm, và quan tâm rất nhiều. Nhiều khi là bố mẹ thì vì mưu sinh cuộc sống, bố mẹ thì vì công danh sự nghiệp, cho nên là ít có thời gian để quan tâm đến con. Mà khi quan tâm đến con cái thì có lẽ là phần nhiều thầy thấy hiện nay là quan tâm bằng vật chất là nhiều, bằng điện thoại mới, bằng quần áo mới, thậm chí bằng xe mới thôi. Chứ còn thì ít khi có thời gian để mà gắn kết, ngồi lại với nhau. Cho nên người Á Đông chúng ta, người Việt Nam chúng ta, cái bữa cơm gia đình nó rất quan trọng. Đấy, nó gọi là như người Trung Hoa người ta nhấn mạnh đấy, gọi là nó gọi là thoán viên, gọi là đoàn viên đấy. Đó là cái bữa cơm đoàn viên, hay là hàng ngày ít nhất là phải cùng với nhau ăn bữa cơm gia đình. Cho nên là cái kết nối, cái thiết lập truyền thông trong gia đình nó quan trọng, nó rất quan trọng. Thầy nói thật là thầy cũng có thời gian là du học ở nước ngoài 14 năm, và thầy cũng được ở Mỹ một thời gian khá là dài. Thế cho nên là thầy biết được cái văn hóa, chúng ta mới quay trở lại mới thấy được là gì. Cái văn hóa truyền thống của chúng ta rất quan trọng. Thầy luôn nghĩ là đi xa là để về gần. Mình về mình mới thấy được cái kết nối tình thân, cái gia đình nó rất quan trọng, nhất là đối với thế hệ trẻ ngày nay. Thế cho nên là thầy mong hai bạn Tân Lang và Tân Nương, chúng ta kết hợp giữa hai cái nền văn hóa phương Đông và phương Tây, làm sao để chúng ta có được cái cuộc sống hạnh phúc, rồi sau này sinh con, nuôi cho con khôn lớn trưởng thành, cũng có được cái cuộc sống bình an và hạnh phúc. Những cái đó là những cái mà các thầy trong cái nghi lễ hàng thuận thì rất muốn chia sẻ với các bạn trẻ là như vậy. Cũng nói thật là thầy chủ trì tổ chức rất nhiều lễ hàng thuận rồi, nhiều lắm. Thầy thì ở Bái Đính và ở Tam Chúc thì thầy đều tổ chức rồi. Nhưng mà để tổ chức Tân Lang là người nước ngoài thì đây là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên. Thật là thú vị, thật là ý nghĩa. Cho nên là hôm nay thì thông lệ theo các cái lần tổ chức cho các bạn Tân Lang, Tân Nương ở Việt Nam mình ấy, thì thầy chia sẻ theo một cái ý khác. Nhưng hôm nay vì là có cha mẹ của Tân Lang và có bạn là người Mỹ, cho nên là thầy cũng muốn chia sẻ một cách nó cũng cởi mở hơn, và nó cũng thực tế hơn trong cuộc sống. Thế cho nên có hai điều mà thầy muốn căn dặn. Đó là hai bạn phải trân quý cái phúc duyên này. Đức Phật dạy được làm người là khó lắm rồi, nhưng mà lại làm được làm người lành lặn, khỏe mạnh, được làm người có đầy đủ các cái phúc duyên càng khó. Chúng ta đi ra ngoài, chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống này còn nhiều người vất vả, nhiều người khổ cực, thương lắm. Thế cho nên là mình phải trân quý. Cho nên là thầy nói với các quý vị ngồi đây là có nhiều người chúng ta hiểu, chúng ta hiểu chưa hết cái câu gọi là biết đủ là vui. Thế nào gọi là biết đủ là vui? Tức là biết trân quý những gì mình đang có là vui, là hạnh phúc. Mình đang có những cái gì mình biết trân quý, đấy là biết đủ, biết hạnh phúc. Thế cho nên là thầy căn dặn hai bạn, mong hai bạn là phải luôn biết trân quý. Cuộc sống thì nó còn nhiều những cái khó khăn vất vả ở phía trước,
nhưng mình phải biết vượt qua và trân quý cái phúc duyên mà mình có được. Đấy. Mình phải có ý chí và nghị lực, và cuộc sống này mình phải luôn tích cực và lạc quan. Cái tích cực và lạc quan quan trọng lắm các quý vị ạ. Chúng ta phải luôn luôn tích lũy những năng lượng tích cực và thiện lành và lan tỏa những năng lượng tích cực và thiện lành. Trong một gia đình, bố mẹ có cái năng lượng tích cực và thiện lành thì con cái cũng sẽ học theo cái đó. Thế còn bây giờ chúng ta thấy trong một gia đình mà bây giờ là chúng ta là luôn tích lũy những cái năng lượng gọi là tiêu cực, bi quan thì con cái cũng sẽ vậy thôi. Thế cho nên là cái quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta đấy, dù có khó khăn vất vả chúng ta vẫn phải luôn suy nghĩ tích cực và lạc quan. Thầy đi chia sẻ cho các bạn trẻ, thầy luôn chia sẻ 7 cái lối sống tích cực, lối sống lạc quan, lối sống yêu thương, lối sống hiểu biết, lối sống cảm ơn, biết ơn, lối sống có trách nhiệm. Những cái đó rất quan trọng. Thưa các quý vị là cổ nhân có câu nói là một ngày 24 tiếng, chúng ta vui cũng qua 24 tiếng, chúng ta cười cũng qua 24 tiếng, thì chúng ta hãy chọn cười để qua 24 tiếng. Đấy. Cho nên là nhà Phật thì tại sao đạo Phật gọi là đạo của trí tuệ? Đức Phật dạy người có trí tuệ là người luôn biết việc to biến thành bé, việc bé biến thành không. Cho nên là vợ chồng sống với nhau cũng vậy, chúng ta phải cố gắng làm sao những cái chuyện to phải biến nó thành bé đi, bé biến nó thành không đi. Thế còn chúng ta không hiểu biết thì thường là gì? Bé cái hay xé nó to. Chuyện có một tí thôi về nó gây sự cho nó to lên, để câu chuyện trở thành là nhà cửa bất hòa. Thế, và thậm chí lại còn có những câu chuyện là không lại biến thành có nữa, thì rất nguy hiểm. Thế cho nên học Phật để chúng ta phải thay đổi lại là gì? To biến nó thành nhỏ, nhỏ biến nó thành không đi. Thì cuộc sống như vậy mới an vui hạnh phúc được. Chúng ta thấy cuộc đời này nó vô thường lắm, cuộc đời này ai dám nói trước điều gì. Thế mà bây giờ trong ngày, hàng ngày mà chúng ta cứ phiền não cho nhau, sống gây cho nhau những cái phiền não thì chỉ đó là gì ạ? Là ốm đau bệnh tật và già nhanh thôi. Thế là những người mà già nhanh ấy là cũng phải nhìn lại mình, đôi khi là cũng hay nhăn nhó, hay gọi là làm cho mình phiền não và người khác phiền não. Cho nên là học Phật để chúng ta lưu ý là đừng có để nỗi buồn, đừng có để phiền não nó vào bữa ăn và nó qua giấc ngủ của mình. Đấy, cái đấy quan trọng. Cho nên nhà Phật mới nói là từ bi hỷ xả là vậy đấy, phải biết buông xả. Thế thì vợ chồng sống với nhau là phải biết to, cố gắng làm sao phải nghĩ nó thành nhỏ đi, nhỏ thì biến nó thành không đi, và luôn nghĩ tích cực và lạc quan. Đấy, và đừng có bao giờ phạm một cái sai lầm đó là không biến thành có, bé sẽ là to. Thì mình vất vả, chồng mình vất vả, con cái mình vất vả, gia đình chẳng bao giờ hòa thuận được. Thì đấy là cái điều thứ nhất mà thầy muốn căn dặn đối với tân lang và tân nương. Và cái điều thứ hai mà thầy nhắc lại thôi, thầy muốn căn dặn đó là phải luôn sống biết ơn. Đức Phật nói người sống biết ơn là người sẽ có tất cả, người sống không biết ơn là người sẽ mất tất cả. Thì chúng ta dù ở đâu, dù ở phương trời nào thì chúng ta phải luôn luôn sống cái tinh thần biết ơn. Đấy. Cho nên là nhà Phật thì các thầy mỗi một sáng dậy tụng niệm lễ bái đều phải lễ bốn ơn. Ơn cha mẹ muôn phần trọng đại, ơn nước nhà rộng rãi bao la, ơn quần chúng giúp đỡ ta, ơn thầy ơn bạn đều là cao sâu. Phải luôn sống trong tinh thần biết ơn, sống trong thế giới biết ơn. Cho nên là chúng ta thấy là như người Mỹ đấy, cái ngày lễ của tạ ơn ấy chính là cái tinh thần tri ân ấy. Nên là chúng ta sống trong cái tinh thần biết ơn chính là chúng ta được hưởng phúc lành, và chúng ta cũng là cái tấm gương cho con em của chúng ta. Đấy, cho nên là đối với các bạn trẻ này, thầy thường chia sẻ ba cái nội dung. Một đó là hiếu kính với ông bà cha mẹ, hai là tôn sư trọng đạo, ba là kính trên nhường dưới. Nếu mà chúng ta có làm tốt ba cái việc này thì đi đâu cũng được mọi người quý mến, đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ. Đấy. Nên là những cái điều này là chư Phật và các vị thánh nhân dạy, chứ không phải các thầy tự nghĩ ra. Đấy. Nên là hai cái điều quan trọng hôm nay mà thầy muốn căn dặn.
thì thầy mong tân lang và tân nương, đặc biệt là tân nương nay về, thầy chắc chắn là nghĩ là tân nương thông minh sẽ nhớ hết những ý chính về dịch lại, chia sẻ lại cho bạn. Và thay mặt cho chư tôn đức cùng hai bên gia đình thì thầy cầu chúc cho tân lang và tân nương luôn luôn được sức khỏe, bình an, tràn đầy niềm hỷ lạc và trăm năm hạnh phúc, mọi sự được cát tường như ý. Và thầy cũng chúc cho hai bên gia đình là hai bên, tức là các quý vị cái tình hữu hảo và thông gia, và chúc cho các quý vị cũng như người thân luôn luôn được sức khỏe, bình an, thành tựu mọi sở nguyện trong cuộc sống. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, những lời chia sẻ mà chư tôn đức vừa ban cho đôi tân lang và tân nương thật gần gũi và chân thiết. Hôm nay được nghe những lời chỉ dạy của quý thầy về cách xây dựng hạnh phúc lứa đôi, về hiếu đạo đối với đôi bên nội ngoại. Hy vọng rằng hai bạn sẽ củng cố tâm nguyện sống theo tinh thần vị tha mà quý thầy chỉ dạy, để hiến tặng cho người mình yêu thương điểm hạnh phúc an lạc trong cuộc sống hiện tại. Và chúng con thành kính tri ân công đức của Thượng Tọa đã dành cho đôi tân lang và tân nương trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, ân nghĩa là một truyền thống đạo đức được truyền từ ngàn xưa đến nay. Bất cứ dân tộc nào, đất nước nào cũng đều lấy ân nghĩa làm trọng yếu. Nhớ ơn và đền ơn là một quy luật đạo đức và cũng là hạnh nguyện lớn nhất của những người con Phật. Do vậy, những lời dạy của Đức Phật rất gần gũi với nếp sống tình cảm của mỗi gia đình người Việt, là tình thương bao la đối với mọi người, cỏ cây, hoa lá, quê hương, đất nước. Mỗi con người chúng ta có mặt trên đời này đều có một quê hương để thương, để nhớ, nơi chôn rau cắt rúng. Gắn liền với hình ảnh quê hương là hai đấng sinh thành. Tấm lòng yêu thương của cha mẹ đối với con thơ được các nhà thơ, nhà văn ví như là biển cả. Đó là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất, tình mẫu tử và phụ tử. Công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì con, nên người hiếu nghĩa vuông tròn, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Vào giờ phút này, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Minh Quang tuyên lời hiếu hạnh để hai bạn được đỉnh lễ tạ ơn. Chúng con thành kính cung thỉnh. Xin mời đôi tân lang và tân nương chúng ta sẽ cùng quỳ đứng lên ạ. Quỳ đứng hướng về Tam Bảo ạ. Chúng ta cùng quỳ đứng hướng về Tam Bảo, chắp tay thành kính để đỉnh lễ tạ ơn. Phật tử mang ơn thầy giáo huấn, cúi đầu đỉnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Phật tử mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Phật tử mang ơn bằng hữu và các bậc thiện tri thức đã tác thành cho, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Phật tử mang ơn trời che đất trở, cây cỏ và đất đá, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Và giờ này xin mời tân lang và tân nương cùng đồng chắp tay hướng mắt vào nhau để cùng làm lễ giao bái. Một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Minh Quang tuyên lời phát nguyện. Điều thứ nhất, chúng con nguyện sống đời sống hàng ngày sao cho xứng đáng với đạo đức tổ tiên. Điều thứ hai, chúng con nguyện sống đời sống hàng ngày sao cho xứng đáng với kỳ vọng mà tổ tiên và giống nòi đặt nơi mỗi chúng con. Điều thứ ba, chúng con nguyện nương vào nhau bằng tình thương và sự hiểu biết.
Điều thứ tư, chúng con nguyện tự nhắc nhở nhau rằng sự trách móc, sự giận hờn và lý luận chỉ làm hao tổn hòa khí. Điều thứ năm, chúng con nguyện trong đời sống hàng ngày dồn hết tâm lực bồi đắp hạnh phúc và sự an lạc để xây dựng cho thế hệ con cháu của chúng con trong tương lai. Xin mời Tân Lang Tân Nương đồng quỳ chắp tay hướng về phía Tam Bảo. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, trong cuộc sống mỗi con người, lòng tin giúp cho chúng ta gần gũi và yêu thương nhau hơn. Với phu thê cũng vậy, cái để làm tin, để chứng tỏ nồng nàn tình đôi lứa trọn vẹn nghĩa tào khang, đó chính là vật định ước. Nhẫn là một đức lành của người tỉnh giác. Người biết nhẫn nhịn là người có thể tránh được lỗi lầm. Cuộc sống trăm năm nếu nhẫn nhịn được thì có thể sống an vui và hạnh phúc đến trọn đời. Giờ đây, trước sự chứng minh của Tam Bảo và chư tôn đức, dưới sự chứng kiến của bố mẹ Tân Hữu, xin mời đôi Tân Lang Tân Nương thầm nói lời thệ ước với nhau, giữ tâm kiên cố, giữ tình nghĩa vợ chồng luôn thủy chung son sắt. Vào giờ này, chúng con thành kính cung tỉnh chư tôn đức ban nhẫn cưới đã chú nguyện cho Tân Lang và Tân Nương. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức. Nhẫn này ví tựa cao sơn, nhẫn này là đức quý hơn muôn vàng. Xin toàn thể quý vị chúng ta cùng dâng cao những tràng pháo tay thật lớn, thật dài để chúc mừng hạnh phúc cho Tân Lang và Tân Nương trong buổi sáng ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, chúng con thành kính cung tỉnh chư tôn đức ban giấy chứng nhận hàm thuận và điệp quy dành đến cho Tân Lang và Tân Nương trong buổi sáng ngày hôm nay. Chùa Thiên Phúc đã kết nối cho buổi lễ hàm thuận trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, vào giờ này xin trân trọng kính mời ông Huỳnh An Quyết Thắng là bố của Tân Nương sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh. Kính thưa các quý vị khách quý, họ hàng cùng toàn thể quý vị, buổi lễ hàm thuận đã thành công viên mãn cho chúng con một ý thức về đạo Phật và dân tộc, một niềm tự hào về văn hóa truyền thống và sự kế thừa tinh hoa văn hóa Việt Nam đối với các thế hệ mai sau. Chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức đã về chứng minh và phát phúc cho lễ hàm thuận của ngày hôm nay. Chúng con nguyện trao đổi đạo đức sáng trong, làm những điều lợi ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội, cùng nhau làm cho chính pháp được lưu truyền, cho mọi người thêm an vui và hạnh phúc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị khách quý và thân bằng quyến thuộc đã dành thời gian quý báu về tham dự chúc phúc cho con của chúng tôi. Xin thành tâm cảm tạ mọi duyên lành đã tạo cho lễ hàng thuận của ngày hôm nay được thành tựu viên mãn. Kính chúc chư tôn đức pháp thể ngang, pháp sư viên thành. Kính chúc toàn thể quý vị bình an,
vạn sự các tưởng như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, vào giờ này lễ chúc phúc đã thập phần viên mãn, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức, cảm ơn tất cả quý vị đã hiện diện trong buổi sáng ngày hôm nay. Vào giờ này chúng con thành kính cùng thỉnh chư tôn đức xin mời toàn thể các quý vị cùng làm lễ hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghi lễ hàng thuận chúc phúc của hai bạn tân lang tân nương đến đây đã được thập phần viên mãn. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị luôn được sức khỏe, bình an, hạnh phúc và mọi sự được thuận lợi hanh thông. Now may the Buddha bless you, healthy and happiness. Good luck to you. Okay, thank you so much. Yeah. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức xin mời tân lang tân nương cùng tiến về phía trước để chụp một bức hình lưu niệm cùng chư tôn đức. Xin trân trọng kính mời. Kính mời ông Huỳnh An Quyết Thắng đại diện cho bố mẹ hai bên sẽ có đôi lời gửi lời cảm ơn tới toàn thể các quý vị về sự hiện diện các quý vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý khách, các anh em, bạn bè, lúc nãy thì là lời phát biểu gương mẫu đọc từ lời một, cho nên là có thể là nó chưa được đầy đủ chính xác và chưa bày tỏ hết được tấm lòng. Thì một lần nữa là thay mặt cho bố mẹ của Thảo Trang và bố mẹ của Philip xin được chân thành cảm ơn tất cả các thầy, các cô, các anh, các chị em, các bè bạn đã không quản ngại gần xa đi từ Hà Nội
dậy sớm để đúc thúc cho hai cháu là Philip và Ngọc Trang. Chúng ta cũng đã được nghe những lời giáo huấn rất là hay của thượng tọa, và chúng tôi nghĩ rằng là trong một buổi sáng hôm nay chúng ta đã có được chứng kiến hạnh phúc của đôi trẻ. Chúng đã học rất là nhiều điều hay để chiêm ngẫm. Thay mặt cho gia đình thì hai bên gia đình một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả các thầy, các cô, các anh chị em và bạn bè. Và cũng thay mặt cho hai bên gia đình, chúng tôi có một bữa cơm đã được đặt ở nhà chùa. Tuy rằng là ở nhà chùa nhưng cũng chúng ta ở gọi là cẩn trần. Chúng ta như các thầy chùa nói buổi sáng bốn lời là chiêm ngẫm, bốn lời để biết ơn, thì bữa cơm đây cũng là một bữa cơm là cơm mặn. Thay mặt thay cho ta là một cái lời biết ơn của hai bên gia đình đối với quý vị. Rất là mong tất cả chúng ta cùng có một bữa trưa vui vẻ. Một lần nữa thay mặt hai bên gia đình tôi xin được trân trọng và cảm ơn tất cả các thầy, các cô, các anh chị em và bạn bè.